cái công nhân của Hoa Kỳ đó mà, thì hầu hết các tiểu bang đều được tăng lương đó. Tăng lương trong cái năm 2020 thì là một cái con số mà khá đặc biệt, là để cho chúng ta biết hầu hết 7 triệu công nhân sẽ được lợi ích từ cái chuyện mà gia tăng lương, là khoảng đến 1.700 đô la đó, 1.700 đô la. Tất nhiên nó tùy cái loại công việc, nhưng mà đại khái là có những người có thể được tăng lên tới cao tới mức 1.700 thêm. Và những cái công nhân thì như ở đây họ nói ở Seattle thì có thể được bảo đảm là cái tiền mà lương tối thiểu nó là 16.39 một giờ. Thì là cái đây Seattle là cái nơi mình được trả cái minimum wage cao nhất đó. Thì chúng tôi cũng có check lại một chút thì được biết là cái hồi năm 75 á, quý vị, là những cái đợt đầu tiên mà người Việt Nam qua đây đó, thì lúc đó cái lương tối thiểu nó chỉ khoảng 2 đồng mấy 3 đồng thôi, nhưng mà quý vị cũng hiểu là không phải nó lên cao là mừng gì đâu, vì chúng ta luôn luôn phải đối phó với cái inflation, là cái lạm phát, nghĩa là cái mãi lực á. Thí dụ cái đồng tiền năm 75 người ta tính ra đó, thí dụ 100 đồng 100 đô la hồi đó bằng bây giờ chúng ta phải có 500 đô la, chúng ta mới có mua được số hàng hóa bằng với là 100 đô la cái thời năm 75. Cho nên đôi khi cái người ta mới nói đôi khi cái lương nó không chạy theo được kịp cái cost of living, cái giá sinh hoạt, giá sống và cái lạm phát. Thì ít nhưng mà ít nhất thì có còn hơn không, cho nên quý vị cũng cảm thấy hơi vui một chút, nhưng mà bù lại chúng ta cũng hiểu là cái giá sinh hoạt bây giờ nó rất là cao cho mọi thứ. Thành ra là trong khi đó thì họ nói là cái từ kể từ ngày 1 tháng Giêng này đó, những cái lương tối thiểu sẽ được tăng tại 21 cái tiểu bang. Trong khi đó thì 26 cái city như county cũng sẽ được trả lên một chút, nhưng mà những cái tiểu bang mà nãy chúng tôi nói đó là coi như được cao nhất là vùng Seattle đó. Thì đây là những cái nỗ lực của tất cả những cái công đoàn lao động cũng như chính quyền nhằm là đáp ứng phần nào cái vấn đề giá sinh hoạt nó càng càng lên, mà những người thợ mà với cái lương cố định thì họ thường rất là than phiền là như vậy đó, là cảm thấy là cái lương của mình nó không lên bao nhiêu, nhưng mà tiền rent rồi những cái tiền khác thì xăng cả thì nó cứ lên hoài, thành ra đó cũng là cái, nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta đỡ được phần nào hay phần đó, thưa quý vị. À, thì thưa quý vị, khi mà nói về vấn đề lên lương thì chúng ta trước hết là hãy mừng đi đã. Bởi vì thưa quý Đúng vị rồi. là cái việc này thì nó sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, là chỉ còn một tuần nữa, thì cái mức lương nói chung trên toàn quốc sẽ được tăng lên. Và theo các cái giới chức Hoa Kỳ cho biết thì đây là một trong những cái sự kiện đã kéo dài nhiều thập niên mới có một lần. Quý vị phải biết là để dẫn tới một cái quá trình mà tăng lương đồng bộ như thế này trên khắp cõi Hoa Kỳ đó đã trải qua rất nhiều năm với biết bao nhiêu những cái sự nỗ lực và bao nhiêu cuộc biểu tình, bao nhiêu cuộc đấu trí. Mà quý vị cũng nhớ lại cái cuộc biểu tình mà người ta cũng từng gọi là Fight for $15, tức là cuộc biểu tình mà nó gọi là chiến đấu cho 15 Mỹ Kim đó. Dịch ra tiếng Việt là như vậy, còn tiếng Mỹ là Fight for $15. Thì cái cuộc biểu tình đó nó đã rất là rầm rộ và kéo dài một thời gian rất là dài để mà người Mỹ muốn là cho cái mức lương tối thiểu được nâng lên là 15 Mỹ Kim một giờ. Bởi vì quý vị cũng nhớ rằng là cái mức lương tối thiểu nó có những giai đoạn là mấy đồng như anh Trọng nói là từ lâu rồi, sau đó nó tăng Đúng dần rồi. lên, rồi trong cái thời kỳ vừa qua là California là 10 Mỹ Kim đúng không anh? Đúng rồi. Thì giờ đây nó sẽ tăng lên là 15 Mỹ Kim, thưa quý vị, thì như thế chúng ta mừng quá đi. Trời ơi, được thêm một đồng cũng mừng rồi, Đúng thưa quý rồi. vị, mà lên 15 đồng lận thì bây giờ phải mừng trước đã. Thì người ta cho biết rằng là khoảng gần 7 triệu công nhân có thể được hưởng lợi từ cái việc tăng lương này với cái mức lương trung bình một tháng của họ, và kiếm được khoảng là 1.700 Mỹ Kim. Thì đây là mức lương trung bình của những cái người công nhân đi làm tay chân đó, thì họ sẽ kiếm được khoảng gần 2.000, tức là 1.700 tới gần 2.000 một tháng. Thì như vậy nó cũng đỡ lắm thưa quý vị. Và người ta cũng biết rằng là riêng những cái người công nhân tại Seattle thì bảo đảm sẽ được trả ít nhất là 16.39 Mỹ Kim một giờ. Mức lương ở Seattle rất là cao, Cao cho nên quý vị muốn chuyển qua đó đó. để được lương cao hơn cũng good được thưa quý vị. Đúng rồi. Rồi người ta cũng nói là hàng loạt các tiểu bang, thành phố và quận đang cũng đồng loạt tăng mức lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, còn một tuần nữa thôi thưa quý vị. Và mức lương tối thiểu sẽ tăng ở 21 tiểu bang cùng một lúc, và 26 thành phố và quận khác cũng tăng mức lương cơ bản.
cuối năm nay, thưa quý vị, tức là trong cái thời gian tới đấy, thêm 4 tiểu bang, 23 thành phố và quận sẽ tăng lương tối thiểu. Và đây là những dữ liệu chúng tôi có được theo cái dự án luật việc làm quốc gia. Đây là một cái tổ chức về quyền của người lao động của Hoa Kỳ. Thì người ta cũng cho biết rằng cái số tăng lương kỷ lục lần này của nước Mỹ, thưa quý vị, sẽ mang lại cái lợi ích cho khoảng là gần 7 triệu người lao động. Gần 7 triệu người lao động. Và mức tăng lương sẽ dao động từ 150 Mỹ Kim cho đến cao nhất là 1.700 Mỹ Kim cho những người làm việc toàn thời gian là full time, công nhân, và tùy thuộc vào việc tăng lương trong khu vực của họ nữa. Thì thưa quý vị, cái việc tăng lương tối thiểu này nó đã thực sự diễn ra sau nhiều năm vận động hành lang. Quý vị nhớ bao nhiêu cuộc biểu tình đòi tăng lương. Quý vị nhớ cách đây khoảng chừng 4-5 năm ấy, người dân Mỹ, nhất là ở Los Angeles, mấy nơi cứ cầm những cái biểu ngữ có cái chữ mà $5 for $15 ấy, chạy khắp mọi nơi, chỉ là đòi phải tăng mức lương lên, bởi vì cuộc sống của chúng tôi như thế này hiện nay chưa đủ để chi trả, chưa đủ để spend cho cuộc sống. Thì người ta biết là cái, và tất cả những cuộc biểu tình đó là khởi sự là vào năm 2012, quý vị có thấy là đấy, $5 for $15 from McDonald's. Đúng rồi. Và thưa quý vị, là cái chuyện này nó khởi sự vào năm 2012. Lúc đó thì người ta bắt đầu đòi là được hưởng mức lương 15 Mỹ Kim một giờ, mà lúc đó cách đây khoảng 9 năm, 7 năm rồi. Thì lúc đó các cái nhà, các cái tiệm ăn, được các cái companies, người ta cũng 15 Mỹ Kim nhiều quá, 10 Mỹ Kim thôi, thậm chí có nơi xuống 8 Mỹ Kim nữa. Thì thưa quý vị, là cho tới quá nhiều những cái trụ trận đụng độ và biểu tình, thì giờ đây chúng tôi được biết là những cái khu vực mà sẽ tăng lương đó, thưa quý vị, là chúng tôi thấy được ở trong cái dữ liệu ở đây đó, là chẳng hạn như là những cái tiểu bang có cái bước nhảy lớn nhất, thưa quý vị, người ta nêu tên New Mexico sẽ là nơi có mức lương tối thiểu tăng từ 7.50 Mỹ Kim lên 9 Mỹ Kim một giờ. That's the wow. Lại New Mexico, thưa quý vị, lại thêm Mexico một lần nữa, New Mexico. Tức là người ta nói là ở đây là tăng lên 20% luôn. Và những cái khu vực khác, thưa quý vị, là có mức tăng lương chúng tôi xin gửi tới quý vị. Đó, thí dụ chẳng hạn nói qua thôi, Alaska là 10.19 Mỹ Kim tăng 3%. Arizona 12 Mỹ Kim một giờ tăng 9.1%. Arkansas 10 Mỹ Kim tăng 8.1%. California mức lương tối thiểu sẽ là 13 Mỹ Kim. Quý vị nào làm ở đâu người ta trả dưới 13 Mỹ Kim, quý vị có thể kiện họ. Là mức lương ở California sẽ tăng lên 8.3%. Mức lương tối thiểu là 13, thưa quý vị, tăng thêm 3 đồng. Colorado 12 Mỹ Kim 1 giờ tăng 8.1%. Florida 8.56 Mỹ Kim, Florida vẫn thấp quá, tăng chỉ có hơn 1%. Illinois là 9.25 Mỹ Kim tăng 12%. Maryland 11 Mỹ Kim tăng 8.9%. Và thưa quý vị, Massachusetts 12.75 Mỹ Kim tăng 6.3%. Những nơi khác như Michigan, Minnesota cũng từ dao động từ 9 tới 10 Mỹ Kim một giờ. Nhưng chúng ta phải rất là nể New Mexico tăng 20% luôn, thưa quý vị. Wow. Thì đó là một cái tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị, khá là vui. Trong ngày hôm nay, ngày một ngày sau lễ Giáng sinh, và chúng ta chỉ chờ đúng một tuần nữa thì chúng ta sẽ được nhảy lên một cái mức lương hoàn toàn mới, trong tức là ngày 1 tháng 1, thưa quý vị. Vì thế tất cả những quý vị nào là người đang đi làm công ăn lương làm toàn thời gian, xin hãy lưu tâm tới vấn đề này. Từ ngày 1 tháng 1, quý vị không bao giờ phải nhận ở riêng ở California phải nhận cái mức lương dưới 13 đồng một giờ. Chúng tôi lưu tâm quý vị tới điều đó, và chúng ta hãy cùng là ăn mừng về cái chuyện là ít nhất là chúng ta được tăng lương, thưa quý vị.